Chính quyền Việt Nam bây giờ hiện giờ họ đang tập trung đối phó dịch bệnh chứ không có còn hơi sức đâu để mà họ xử lý mấy cái vụ linh tinh này nữa quý vị ơi. Okay. Rồi, còn cái vụ mà bây giờ feedback về cái vụ anh Ngô Kỷ ngày hôm qua, hôm bữa Dũng với Nam Quang cái mời anh lên. Có một cái comment, có một cái đề nghị của Charlie Nguyễn là nếu mà cho công bằng là phải mời Thúy Nga lên. Nhưng mà sẵn đây trả lời Thúy Nga nữa, trả lời cho Charlie. Charlie mà Dũng nghĩ là chắc một số người cũng sẽ thấy là cái đề nghị đó, cũng có yêu cầu cái đề nghị đó, thiệt ra là chắc là Thúy Nga sẽ thông, cho nên Dũng không có mời Thúy Nga, không phải là không cho Thúy Nga cơ hội mà không phải vậy, bởi vì Thúy Nga có một kênh YouTube riêng, Thúy Nga cũng đã tự nói ra được những cái điều Thúy Nga muốn nói, chứ không phải là Thúy Nga không có một cái kênh YouTube, mà là bây giờ Thúy Nga làm cái kênh YouTube đó rất là có tổ chức nha quý vị, có ban quản lý, có giám đốc, có manager, có này có nọ, có ban bệ và theo cái luật pháp luật này, đâu đó rất là rõ ràng và clear, không phải mà như Nguyễn Tiến Dũng là cho vui, làm mà gái cho vui, không có hề mà có những cái kịch bản từ A B C D hay là những cái chiến lược với cái gì là không, Dũng không có. Ví dụ như năm qua thì tin tức chủ tin tức của mà riêng về Thúy Nga là vậy, cho nên không phải Thúy Nga muốn đi đâu đi, muốn qua kênh nào qua, muốn nói gì nói là không phải, cũng phải có cái gì điều hành rồi ban biên tập nữa kia là có, thì không phải là Dũng và Nam Quang không muốn có Thúy Nga lên đây nói, nhưng mà Thúy Nga có một cái kênh riêng, Thúy Nga sẽ tự biết, tự sẽ ban biên tập của Thúy Nga sẽ sắp xếp để cho Thúy Nga nói như thế nào mà không vi phạm luật hay là không có đó là bằng chứng để mà chống Thúy Nga này nọ kia nhiều thứ lắm đó, thì là vậy. Rồi, trừ khi là Thúy Nga đề nghị với tụi này thì Nga nói nếu là mà Thúy Nga muốn lên thì tụi này sẵn giống sàng. Giống như Ngô Kỷ là Ngô Kỷ muốn lên thì và Dũng có nói anh muốn lên thì anh lên, thì Dũng kỳ yes nữa kia, thì anh Ngô Kỷ cũng không có một cái kênh riêng thì Dũng sẵn lòng. Dạ, và cái kênh vừa rồi đó thì quên, cái chương trình vừa rồi thì cũng có nhận được một cái nhiều những cái là comment mà Dũng thấy những cái nào mà không có tục tằn quá thì Dũng vẫn để. Cái này cho tôi đính chính chút xíu. Tôi không biết là anh Ngô Kỷ có gọi cho anh cho ông không để mà có nói anh là anh muốn lên, nhưng mà tôi thì tôi mời anh. Okay. Thì sau đó tôi mới mời ông. Quên, sau đó tôi mới nói với ông. Ông nhắn tôi phải không? Ông okay. Tôi có nhắn ông, nhưng mà trước đó thì anh Ngô Kỷ có lên. Thì okay. Dũng mới nhớ rõ chính xác không chính xác là ok gì có gì anh lên anh nói với em. Tại vì anh nói với Quốc Võ rồi Quốc Võ cũng nói chuyện với chị Hồng Trinh rồi, cũng có nói với anh, thì cái đó là cái chuyện công bằng thôi, chứ em không phe phái gì, thì anh sẵn, nếu mà anh sẵn lòng thì anh cứ lên, thì anh ok yes thì lên không sao, thì cái đó là cũng để quý vị biết thêm nhiều cái cảnh. Thì những cái lời nhận xét của quý vị hôm vừa rồi đó là thứ nhất là cái tone của anh Ngô Kỷ là hồi nào tới giờ vậy, chứ không hẳn là anh muốn gây lộn nữa quý vị, anh nói rất là to, rất là nhanh và như là áp đảo ta, nhưng mà thực ra là anh nào giờ vậy, chứ không phải là anh muốn ăn hiếp gì Dũng như năm qua, không phải đâu. Và theo những cái kênh khác thì người ta hỏi anh nói, hỏi thì anh nói, còn cái vừa rồi á, là Dũng và Nam Quang, chú ý là Dũng đi, thì Dũng có nói lại những cái chính kiến của mình, thì quý vị có nhận xét là nó giống cái debate, nó giống cái tranh luận hơn là cái phỏng vấn, bởi vì phỏng vấn là một người hỏi một người nói, rồi nói cái việc nói ý của mình, cái đó là ổng nói chứ phải Dũng nói, còn trong lúc mà Dũng ổng nói thì Dũng ảnh nói, thì Dũng có nói về ý kiến riêng của mình, thì cái đó nó giống như là cái tranh luận, cái debate như vậy. Nhưng mà nói là tranh luận cũng không hẳn là Dũng chỉ nói ý Dũng thôi, chứ không có phải hơn thua, mà là dành nói với anh là không phải. Nhưng mà có một cái mà Dũng thấy là không nên, không phải là đối với trường hợp này không, hoặc là đối với anh Ngô Kỷ không, mà đối với lại quý vị luôn, là những ai mà nếu mà có bức xúc gì thì cứ việc lôi người lớn ra, cô đó nói như vậy phút mấy giờ mấy được, ok, anh đã nói như vậy, ok, không sao, tôi phản biện lại vậy, nhưng mà đáng tuyệt đối đừng có đem con nít vô. Hôm bữa Dũng cũng hơi đau lòng xíu là cái chuyện người lớn mà anh đem bé Nguyệt Cát rồi không biết phải con ai, rồi này nọ, cái anh Thúy Nga nói, Thúy Nga nói đây,
đúng rồi, tại Thiên Nga nói chứ đó là cái câu chuyện của cổ, đúng không? Thì cổ có quyền cổ nói câu chuyện, cổ có đâu nói chuyện người ta. Nhưng mà anh chỉ anh đang nói không phải là câu chuyện của anh Ngô Kỷ, mà anh đang nói về câu chuyện của cô Thúy Nga và bé Nguyễn Cát. Đó, cái hai đó phân biệt rõ ràng. Ví dụ như anh Ngô Kỷ nói nè, nè tôi nè, con của tôi nè là Ngô gì đó, Ngô Thị An, Ngô Thị B gì đó, nè tôi nè, con tôi nè, tôi như vậy. Đó là chuyện của anh Ngô Kỷ thì anh có quyền nói là gì đó. Câu này chuyện anh nhìn anh Thúy Nga nói đây, cô cổ nói thì đúng rồi, thì Thúy Nga nói chuyện của Thúy Nga chứ Thúy Nga đâu nói chuyện của người ta. Nhưng mà anh đang cả anh đang có tranh luận với lại những cái người, những cái lời comment cho anh lại lôi ra, mà anh quên là không nên nói gì được. Ở người khác biết là con ai, không biết là con của ông nào, chưa rõ cha nó lại cái đó tội nghe không có nên xíu nào. Cho nên dù không mình stop ảnh thì nó kỳ, là tại vì khi mà mình mời ta thì ta có quyền nói, nhưng mà thiệt ra cái đó không nên. Người lớn cái việc nói chuyện người lớn không có đem con nít vô, giống như Dũng với lại Nam Quang gì không có đem. À, dĩ nhiên tôi thấy Hằng Hữu nó dễ thương, là dễ thương. Tôi thấy bà Hằng có phước là bà có được thằng nhỏ ngoan chạy vô hôn mẹ, rồi chạy vô mẹ ơi mẹ à, rồi chào, dễ thương lắm cái gì. Thì bà là bà, con nít là con nít, không có cách gì mà đem con nít vô được. Thì qua cái chuyện này thì Dũng thấy là những người lớn làm ơn đừng đem con nít vô. Rồi, nếu mà không đem nít vô thì không ai nói gì chứ, có gì. Chửi qua. Một cái câu chuyện thứ Nga thì Nam Quang góc nhìn Nam Quang, Ngô Kỷ góc nhìn của Ngô Kỷ, Dũng có góc nhìn Dũng, Karen Kim có góc nhìn Karen Kim, ai cũng có quyền có ý kiến hết, thưa quý vị. Đó, rồi xong rồi. Còn ngày hôm nay thì tình cờ giờ cũng nhảy lên là ảnh có quay hình cái ảnh đưa về cho Tiến Dũng media đó, thì Tiến Dũng cũng post lên, thì cũng nhiều người bên đó lên cũng khen ảnh, chứ không phải, chứ còn không phải là ai cũng chê anh nha quý vị. Dũng vô Dũng đọc, tình cờ Dũng thấy Dũng vô Dũng đọc comment, chứ thấy nhiều người khen lắm á, cho không hay không. Thì cái đó thì Dũng nói cái đó là công bằng, vô chữ Dũng với Nam Quang cũng có chứ mới không luôn. Thì khán giả của phe nào đi thì mình Dũng cũng phải chấp nhận thôi, đúng không? Là người ta có quyền theo phe của Giang Nguyễn, theo phe của ảnh, theo phe Thúy Nga, theo phe này theo nọ, rất là bình thường đúng không vậy. Nhưng mà có một cái điểm là một giờ Dũng tình cờ Dũng thêm một cái video clip là chị Kim Ngân đang hát rồi xong rồi ở dưới đó nói là ồ chị Kim Ngân đã về với gia đình là đã đẹp đã hát rồi kia. Nhưng mà kế bên quý vị biết gì không, người ta chụp hình nó nguyên một cái hộp cho nó có kiểu đồ nếp, thì ra cái đó không có nên luôn. Hãy để Kim Ngân trở lại với Kim Ngân, Kim Ngân đã về với gia đình rồi, mà gia đình đó nói là Kim Ngân không cần tiền, thì không có nên để cái trừ cái nào mà cái chỗ đó nó không rành tiếng Anh, nó để thay vì cái chữ tip thì nó để chữ donate thôi. Donate là chữ donate cho những cái trường hợp thiên tai bão lụt, cái trường hợp cái người đang hát đừng bôi đuôi mù khiếm khuyết gì đó thì donate. Còn bây giờ gia đình đó nói chị Kim Ngân đã hát là được bình thường rồi, chị Kim Ngân không có khùng điên gì hết, chị Kim Ngân thông minh, chị để gia đình không cần tiền, rồi đem chị Kim Ngân về rồi để chị Kim Ngân sống gia đình thì đã tốt quá rồi, cho chị đi hát cũng hay quá rồi. Tự nhiên để người nghe thùng cái chuyện đồ này, trời đất ơi, nó phản cảm, đúng không? Ví dụ cái chuyện thiếp là khác nha, một người nghệ sĩ mà đi hát thì người ta cho nghệ sĩ, cho ban nhạc cái hộp tiền hay quấn tiền với cái bông cho vô, ông thấy bình thường đúng không? Thì để cái hũ đó người ta mặc, như người ta biết đó là cái nơi để tip, để thưởng, nó khác với lại donate là của mỗi tiên khuyết tật hay những trường hợp vận động gây quỹ gì đó là donate. Thì sau này Dũng có ý kiến là nếu mà hát gì đó dẫn đi hát thì dẹp làm ơn dẹp cái hũ donate đó đi, tại vì rõ ràng là nếu mà có cái chữ đó thì mọi người sẽ vô nó ồ gia đình kéo chứ gì về đem về là tại vì tiền dành chứ về tại vì chỉ là cái món lợi, là có nhiều người gửi tiền vô để làm cổng chùa để gia đình có tiền người ta gửi vô, cái thành đó nó kỳ, mặc dù là gia đình Dũng biết là không có cái ý đó, nhưng mà cái chuyện đó thành nó kỳ. Không có nghĩ là mình kết thúc hả? Không, cái show tới mình sẽ mời Giang Nguyễn lên đây nói chuyện. Đâu có sao đâu, thì cứ mời nó đâu có sao. Dạ. Tại vì rõ ràng ngay từ bây giờ như vậy nè. Ông cũng mặc dù là mình biết là Thúy Nga cũng có cái kênh của cổ có thể cổ lên cái kênh của cổ giải thích giải bày bất cứ lúc nào, nhưng mà ông cứ thử bắn tin qua coi, nói là Thúy Nga
có muốn lên kênh của mình không, tại vì mình đã mời anh Ngô Kỷ rồi. Thì bây giờ thử mời coi Thúy Nga có muốn lên kênh của mình để giải bài gì không? Thì tôi với ông này sẵn sàng cái này brainstorming thôi. Nhưng mà có những người trong này người ta đã dị ứng với những người đó rồi. Cái nhiều người vô nói tự nhiên mời ông này vô chi tôi không coi nữa. Mời ông Ngô Kỷ vô tôi đi ra tôi không coi. Tôi bỏ follow luôn. Nhiều người phẫn nộ luôn. Tự nhiên mình muốn mời lên cho quý vị nghe từ nhiều hướng khác nhau, tự nhiên cái đớp luôn mình. Thì bây giờ tùy quý vị muốn nghe, muốn nghe anh Gia Nguyễn nói gì, muốn nghe Kim nói gì đó, Thúy Nga nói gì nữa kia, thì quý vị có ý kiến nha. Bây giờ tôi thử hỏi coi nè, bây giờ tôi hỏi nha, bây giờ ủa sao cái gì nó đứng ngắt rồi nè. Quý vị theo như cái ý của Nam Quang đó, là Nam Quang cũng tính là mời anh Gia Nguyễn lên đây để mình làm một cái buổi tương tác với lại quý vị, còn cũng có hỏi và trả lời, thì quý vị nghĩ như thế nào? Nếu mà quý vị đồng ý thì cho số 1, không đồng ý cho số 2, thì mình để mình coi quý vị nghĩ làm sao. Nhưng mà rồi chút xíu nữa mình cũng sẽ hỏi quý vị về cái chuyện của Thúy Nga ha. Cái là Gia Nguyễn nha quý vị nha, mời anh Gia Nguyễn lên đây nói chuyện. Nên là nhiều người số 2 mà có một người em Gia Nguyễn nên mời anh, nên mời đi anh Tiến Dũng số 1, còn nhiêu là số 2 không mà. Thôi đừng mời, chắc là không hiểu sao bên này số 2 không mà. Bên này cũng số 2 cũng nhiều nè. Tại vì vậy nè, hôm bữa anh Ngô Kỷ đó, anh ngồi anh nói chuyện đây chứ mà anh biết anh đọc mấy cái comment đó. Cái anh cũng nổi giận, cái anh cũng chỉ lộn luôn. Thì tôi nghĩ là anh Ngô, anh biết là nhiều cái anh Gia anh sẽ không có chịu lên đây ngồi, tại khi ngồi anh sẽ đọc những cái comment. Mà những người trong này toàn là kêu gì gia cầm, gia súc gì đó, trời ơi, rất là tổn thương, cho nên không biết là anh có chịu lên hay không thôi, chứ mà toàn là số 2 không mà. Đó, thì bây giờ túm lại nó là vậy, thì không biết sao, nhưng mà nếu mà anh Gia Nguyễn mà thoải mái thì thôi, mình cứ tùy ông, thì ông đó, tùy ông quen với anh Gia Nguyễn sao đấy. Chứ còn mà, thì tôi nói vậy, nhưng mà phía bên kia nhiều cái lời comment đó, thấy không? Kim Ngân nói chưa, về tới gia đình nói chưa, là bây giờ là tỉnh táo, là đến với người nhà ta lo, thấy không chị? Nhưng mà trong lòng Dũng nghĩ là không thể nào phủ nhận đi cái công của cô Thúy Nga trong đó. Dũng nói rồi, Dũng chỉ nhìn cái hiệu quả trước đó và bây giờ. Trước đó nếu mà không có Thúy Nga trong này, bạn Gia Nguyễn làm được cái chuyện mà bây giờ cho chị tươm tất rồi, chị lên chị hát, chị nhảy điêu luyện lắm nha. Nhảy rồi hát rồi kia. Thì nếu mà không hề có cô Thúy Nga trong này mà anh Gia Nguyễn làm gì, thì rõ ràng cái công đầu này là của anh Gia Nguyễn. Thật sự nó là như vậy. Còn nguyên một cái khoảng 3-4 tháng kia thì tôi thấy là nếu là cái bàn tay và cái ekip của Thúy Nga đã góp phần rất là nhiều trong cái việc mà đổi chị Kim Ngân từ một cái hình ảnh quá là đau buồn trở thành một cái hình ảnh chưa phải là lung linh rạng rỡ, nhưng là một cái hình ảnh rất là làm an lòng những cái người mà yêu thích chị Kim Ngân, là phải có cái yếu tố của bà kia, của cái hệ Thúy Nga cho nó rất là nhiều. Còn nếu mà anh Gia Nguyễn làm được ngay từ đầu là hôm bữa anh Ngô Kiển nói là có chứ, gia đình có lo chứ sao mà không lo. Gia Nguyễn nó cũng đã tới nói chuyện với tôi là sao mà mình phải nên kiếm một cái chỗ cho Kim Ngân ở, lo đó chỉ trên cái lời nói thôi, cái dự định thôi. Mà bắt tay vô thì không. Nó thì dù sao thì tôi cũng mừng. Từ cái lời nói đến cái việc làm nó nó rất là có học thấy mà Thúy Nga đã làm được vậy rồi, thì thôi tôi cũng mong, dù sao hai anh em cũng mong là nếu mà Gia Nguyễn không lên nói, Thúy Nga cũng không nói, anh Ngô Kỷ cũng ngưng, không ai ngưng hết, vì là cái câu chuyện kết thúc êm đẹp. Mà Dũng mong thôi đừng ai nói nữa, trời đất ơi, sao nó dễ sợ quá, bà kia đã về gia đình là tốt rồi, đúng không? Hôm bữa anh Ngô Kỷ có trả lời phỏng vấn trên cái kênh của anh Dũng, Tiến Dũng Media đó, là khi mà có cái vụ thưa kiện á, chính xác như là những lời của anh Ngô Kỷ nè, thì luật sư trước khi mà nó gửi đơn thư thà, nó sẽ gửi, người ta sẽ gửi một cái thơ tới cho cái người bị kiện, là trong vòng 20 ngày đó là sẽ gửi trước cái thơ là có anh có chịu nói cái lời xin lỗi gì không. Rồi xong rồi phía bên kia mới là tôi xin lỗi và là sẽ không làm gì nữa,
thì cái vụ kiện nó ngưng, là không có tiến tới nữa. Cho tới trong vòng 30 ngày cái đó mà bên kia vẫn không xin lỗi như cái gì đó, thì bắt đầu cái vụ kiện này mới bắt đầu mở ra cái case và mới tiến hành. Đây là những cái lời của anh Ngô Kỷ nói nha quý vị. Đó thì anh, thì tôi thấy là anh có vẻ rành luật đó, thì anh nói như vậy. Rồi, còn có một cô đó cũng khán giả ở bên Texas, cô nói là cái việc này không cần luật sư luôn, chỉ cần đi ra thành phố nộp đơn kiện, nhưng mà cái mức bồi thường cao nhất chỉ có 5.000 thôi. Cô này xa ngay từ đầu thành phố không có cái vấn đề. Tôi không biết, nhưng mà cô nói vậy đó. No, cô này xa từ xong rồi cô nói là ở bên Texas nó là như vậy. Thành phố không có một cái chức năng gì để giải quyết vụ kiện hết. Tại vì cụ có một lần đó là luật sư nói là cụ đi về, cụ chỉ cần đi lên trên thành phố nói, tại vì cụ bị nói là ăn cắp tiền. Là cụ có nghe nói bật speakerphone lên luôn, là cô có nghe, xong rồi có người làm chứng luôn, có một người khách Mỹ làm chứng luôn là cô bị vu khống như vậy. Thì có nhiều luật sư mới lên thành phố, và cái mức độ bồi thường chỉ có 5.000 thôi, chứ không cần tới luật sư. Thì cái người mà vu khống cổ là ăn cắp tiền đó, năn nỉ chồng cổ quá trời, nói thôi bỏ qua đi, bỏ qua, đừng đưa lên thành phố, đừng kiện gì nữa, cổ xin lỗi này kia, cho nên ok vậy cổ xin lỗi rồi là xong. Còn không biết ai làm luật hay gì đó thì cứ việc vô comment thôi, chứ tôi thấy vậy đó. Đúng rồi, thành phố không có, thưa quý vị, thành phố không có cái một chức năng gì để giải quyết cái một cái vấn đề kiện tụng giữa công dân với công dân nha quý vị nha. Chỉ có tòa án thôi. Còn thí dụ mà cái vấn đề mà quý vị bị cảnh sát bắt á, nghe, thí dụ quý vị bị cảnh sát phạt một cái giấy phạt, thì cảnh sát có quyền rút lại cái giấy phạt đó, đúng không? Trước khi mà đi ra tòa, cảnh sát có quyền rút lại cái giấy phạt đó, hoặc là khi ra tới tòa rồi cảnh sát vẫn được quyền rút cái giấy phạt đó. Là tại sao? Là cảnh sát là cái phía bên công tố, là cái bên mà press charge mình, mà người ta đã quyết định là thôi người ta không có press charge mình nữa thì người ta rút lại, thì tòa án không có cái case để mà tòa án xử. Không hiểu không? Thành ra thí dụ là cái phía bên mà cái cô hồi nãy đó, cô nói là cô đi ra thành phố đó, thì có thể là thế luật bên đó khác với Cali không? Tôi không biết. Không, tôi không nghĩ như vậy. Có nghĩa là thành phố có thể cô nhờ thành phố làm cái người trung gian để mà hòa giải. Thì nếu như mà bên cô chấp nhận thì bên kia họ trả 5.000 trước khi nó ra tòa, ông hiểu không? Họ settle ở ngoài. Thì đó là chỉ có trường hợp như vậy thôi. Chứ còn cái vấn đề thành phố không có chức năng giải quyết là người nào đúng, người nào sai, quyết định người nào đúng, người nào sai, chỉ có tòa án thôi. Mà Dũng thấy có cái lời comment cũng đáng để mình suy nghĩ nha. Tại vì anh Ngô Kỷ có nói là con Thúy Ngân con ra đem cái vòng vòng gì đó, thì thiệt ra đó là Dũng thấy nếu mà một người nào đó tự nhiên đem mấy người khác ra đem cái vòng để quảng cáo nói cái vòng này đẹp, bán gì đó, không được nha. Nhưng mà đây là mẹ của đứa bé thì không sao. Đúng rồi, không ví sao. Dụ như là ở trên YouTube quý vị quay một mình đứa bé đó thì tự nhiên nó này nó nọ là không được nha. Nhưng mà ở trong cái khuôn hình đó có mặt của người mẹ hoặc người cha của đứa bé đó ngồi chung với con mình luôn, người ta đã đồng ý cho quay hình vợ con người ta vậy thì không sao. Thì cái người quay đó lại là mẹ của bé Nguyễn Cát thì Dũng nghĩ là cũng không sao. Anh nói này nó không có dính tới cái việc chị Kim Ngân, do đó Dũng thấy anh Ngô Kỷ có coi chắc người cô có coi mình nói nên chứ cũng chẳng giận đâu, là tại vì nó không dính líu gì tới cái vụ chị Kim Ngân hết. Cái đó là giữa mẹ con của Thúy Nga, muốn vòng vàng muốn gì vòng chuỗi đeo gì đó là chuyện đó, là cũng không nên soi. Đó là cái chuyện không dính líu tới cái vụ chị Kim Ngân nhá, vậy thôi. Còn mà cái nào đó ra cái đó nó dính tới cái vụ chị Kim. Còn cái này giờ để Dũng nói cái về cái hình này. Này, tại năm qua nói về cảnh sát thì Dũng nói cái quên nữa, sorry. Xong rồi cái người ta nói cái vụ mà con nít đeo này đi đem, anh Kỷ nó đem con nít đi bán hàng gì đó. Thì người ta mới nói ủa vậy chứ con người ta mẹ cũng dẫn con đi bán sô cô la cho trường á, ở đây trường học á, cũng nít nó cũng đi bán sô cô la, bán gây quỹ cho trường, rồi cũng dẫn con đi bán kẹo bán sô cô la ở Dũng đó, nốt tao đó con của Dũng đó.
nhà trường kêu đem sô cô la về bán thì quỷ Dũng cũng dẫn con Dũng đi bán nữa thưa quý vị. Hướng đạo á. Ờ không có sao chứ á. Cho nên bán sô cô la hay bán mấy cái vòng vòng gì đó là mấy người cá chứ đi nghe Dũng thấy không có vấn đề gì. Ý Dũng vậy, còn có thể quý vị góp ý thêm thì quý vị góp ý nha. Rồi, còn nói ví dụ cảnh sát gì nè. Người ta trên cảnh sát có coi những cái video nha. Khi mà Thúy Nga bị thưa là bị bắt bắt chị Kim Ngân bắt cóc rồi harass rồi lên xe rồi này nọ, người ta coi lại mấy cái video đó trên Thúy Nga bây giờ không sao, là tại vì có những cái cảnh đó chị Kim Ngân tự mở cửa xe, tự chui vô xe Thúy Nga tự ngồi. Người ta nói là ủa đâu bà này, bà đâu bị bắt đâu, bà đâu bị Thúy Nga bắt, bà đâu bị ai ép buộc bà lên xe, bà tự bà mở cửa xe ra, bà tự bà le luôn, rồi bà tự bà đóng cửa lại. Sao mà nói, bởi vì tổng cộng là có 5 người để báo cảnh sát thì cái sự kiện đó có. Rồi người ta đi coi đi nè nọ thì có những cái cảnh mà trong cái phim đó là người ta coi là hết á. Là bà là cái bà Kim Ngân này bò lên xe, bà Thúy Nga ngồi đóng cửa lại. Xong rồi cái phòng của cái bà Kim Ngân thì cũng người ta cũng vô coi luôn. Cảnh sát vô rồi hả? Thấy giường, thấy sạch sẽ, thấy đâu ai nhốt bả đâu, đâu ai bắt buộc bả tự động không mở cửa, bả chui trong nhà để bả ngủ nữa. Thì sao mà nói bà Thúy Nga là harass rồi bắt vô rồi giữ người vô gia cư bất hợp pháp thì nó được. Đó, rồi đó thì về có hai cái yếu tố đó về đúng rồi là tôi nghĩ là trong cái vụ này á thì không có bên nào có khả năng kiện bên nào được. Không có kiện được. Không có bên nào có case đó. Chị Hồng Trinh mà nói đi kiện mấy cái người phía bên này cũng không có được cái case để mà kiện đâu. Giống như một cái bạn ở dưới này nè, Debbie nói là Debbie Lê nói không, Snale Columbus Mullis nói là cũng không phải luôn. Có bạn nào hồi nãy sau năm quan nhìn nói là cái defamatory claim hay là cái vụ kiện mà mình nói là kiện mà người ta làm mất mặt mình đó, làm mất danh dự, bồi thường danh dự đó thưa quý vị, rất là khó nha. Tại mình phải chứng minh được là mình bị mất mát cái gì, mình bị thiệt hại cái gì. Thí dụ anh Dũng là một doanh nghiệp, một công ty sản xuất về thức ăn đi, thức ăn gia súc đi, thì có một cái người nào đó họ bôi nhọ đó, cái chữ defamation đó là bôi nhọ đó, bôi nhọ anh Dũng. Thì xong anh Dũng kiện cái người đó, thì anh Dũng nói tại vì cái ông kia bôi nhọ tôi mà cái công ty của tôi nó đang từ 100.000 đô la một tháng, cái doanh số bán ra 100.000 đô la một tháng vì cái ông kia ông bôi nhọ tôi, mà bây giờ sụt xuống còn có 20.000 đô la một tháng thôi. Thành ra cái ông kia phải bồi thường danh dự cho tôi và cả bồi thường luôn cái thiệt hại về vật chất cho tôi là 80.000 đô la một tháng, mà trong vòng 2-3 tháng vừa rồi là công ty của tôi bị mất cái thu nhập đó. Thì anh Dũng phải chứng minh được là anh Dũng bị, rõ ràng là vì cái ông kia ông bố nhỏ ông này mà khán thính giả hay là khách hàng bỏ đi tẩy chay ông Dũng rồi đi ra mua thằng khác, thì anh Dũng phải chứng minh được cái đó thì tòa mới xử cho anh Dũng thắng. Còn nếu như mà anh Dũng công ty không có bị cái gì hết mà ông kia cũng bôi nhọ anh Dũng mà công ty không bị gì hết, thì anh Dũng không có cách nào mà chứng minh là anh Dũng bị thiệt hại về tài sản được hết. Ok, thì có thể là tòa nó sẽ bắt ông kia nói ok thôi xin lỗi ông đi, ông bôi nhọ ông công khai thì bây giờ đăng báo lên xin lỗi ông công khai đi, chứ còn cuối cùng cũng chả có bồi thường thiệt hại gì hết thưa quý vị. Tại vì sao không có thiệt hại sao mà bồi thường, đó là như vậy thôi. Trong cái vụ này cũng vậy thôi à, không có đi tính đâu đâu. Ví dụ như là cái bà kia đó, cái bà hàng đó, bà kêu ông Dr. Rùi đó kiện được đó, cái thuốc sình bụng đó con, rồi đang bình thường uống vô là sình đó, rồi xong rồi cái gì cũng khó chứng minh lắm. Khi mà ông nói là ông nói là doctor rồi, bà nói là doctor rồi, khó chứng minh được. Trừ khi nào bà nói là doctor Thanh
có nói luôn à, khi lúc nào thanh, mà lúc người, nói lúc thanh lúc người lúc thanh lúc người nếu như mà nói rồi đem chai nước Dr. Thanh xong rồi nói bị sừng bụt mà ông Thanh đang doanh số từ 30 tỷ một tháng nó sụt xuống còn 10 tỷ một tháng thì ông Thanh kiện bà này là xúc quần đúng không? Đó, xúc quần chứ không phải xúc dép. nó như vậy, nó như vậy. Chứ còn anh Kỵ, anh nói anh nói này nó kia tùm lum tà la vậy. Nhưng mà Thúy Nga không có chứng minh được là Thúy Nga bị mất thu nhập. Có thể là Thúy Nga nó bị mất thu nhập YouTube, đúng không? Đó, tại vì anh Kỵ nói như vậy mà Thúy Nga cái lượng coi của Thúy Nga bị sụt xuống, thí dụ 200.000 subscriber tự nhiên bỏ đi xuống còn 100.000, hoặc là cứ khoảng chừng mỗi một cái clip là 500.000 view nhưng mà bây giờ giảm xuống còn 200.000 view, tại vì ông Kỷ nói thành ra cổ bị mất như vậy thì có thể là cổ sẽ kiện được. Nhưng mà rõ ràng là thứ vậy là khi mà có cái vụ lùm xùm này, lời qua tiếng lại cái view của Thúy Nga còn cao hơn nữa. Cho nên là rất là khó mà kiện tội gì ở đây. Thúy Nga cũng không kiện được anh Kỷ cũng chả kiện gì được Thúy Nga hết trong chuyện này. Và gia đình của Thúy Nga, gia đình của bên chị Kim Ngân, nếu như mà có muốn khởi kiện Thúy Nga thì cũng hơi khó, cũng chả có lý do gì để mà kiện Thúy Nga. Tại vì sao? Thúy Nga làm tất cả những cái mà Thúy Nga làm cho chị Kim Ngân trong 3-4 tháng gần đây, ok, mình phải công tâm là cổ làm cho Thúy Nga tốt hơn thật. Anh làm cho Kim Ngân tốt hơn. Quên, đúng rồi, làm cho Kim Ngân tốt hơn thật. Cho nên là khi mà tòa án họ nhìn vô họ nói, ô, cái cô này cổ tốt hơn mà đâu có gì xảy ra xấu xa gì cho cổ đâu. Ừ. Còn đâu có làm mất mát gì cổ. Cô Kim Ngân đang bình thường mà tự nhiên giờ cái ốm như ốm nhét đen thù lùi đầy đọa. Yeah. Tới nó thấy rõ ràng bà này đang nằm trong giường nệm, rõ ràng giờ đi ngược lại đi ra ngoài thùng rác nằm. Yeah. À, đang ở trong nhà đang xinh đẹp tự nhiên giờ đi bôi rác. Yeah. À, cái đó là mệt á. Thì thí dụ như vậy nè quý vị, mình đừng có, Nam Quang nhắc Thúy Nga là đừng có làm ơn mất oán thôi, quý vị hiểu không? Trong cái, những cái show trước đó của Nam Quang đó, Nam Quang rất là cẩn thận khi mà Nam Quang nói về vấn đề pháp lý. Là tại sao? Là thí dụ bây giờ vì cái lòng tốt của Thúy Nga đi, Thúy Nga đem Kim Ngân về nhà, Thúy Nga chăm sóc như vậy, chỉ tự nhiên ở ngoài đường chị không bị gì hết mà tự nhiên vô trong nhà cái xong chị bị đổ bệnh ra sao thưa quý vị? Thì lúc đó là Thúy Nga là cái người chịu trách nhiệm đó, rất là mệt, đúng không? Nam Quang nói cái này không có gì xa trong chuyện đó, tự nhiên mà xui cái thôi mà chị đổ bệnh một cái là Thúy Nga ôm nguyên một cái show luôn, quý vị hiểu không? Đâu có thể, lúc đó đâu có thể nào thấy chị ở ngoài đường được. Cái vụ mà ông nói là cái lượt view cũng tôi thấy nó cũng khó tính lắm, nó là gì? Thì tôi thí dụ những... thôi, không đi dập, tôi có ý kiến nè. Ví dụ như là cái lượt view, ở đây cái lượt view nó không tính theo lượt view. Tại vì người ta coi theo chương trình chứ người ta không coi theo cái tẩy chay, không tẩy chay. Cái này như cái trò, tôi không là nhiều khi cái show nào mà về cái nhân vật rồi đó mà hay, người ta coi quá trời. Còn làm như một cái nhân vật khác, trời ơi, người ta chẳng quan tâm cái view nó tụt, cái đấy tôi cũng khó. Nhưng mà có cái này mà Thúy Nga có thể thưa được, ví dụ như là, ví dụ đây nha. Ví dụ như anh Ngô Kỵ anh nói Thúy Nga là con cộng sản, cái tự nhiên cái bây giờ cái Thúy Nga đi show cái tới đâu cái bầu show nói không em là cộng sản, cái đó anh không mời em được, cancel. Qua cái sòng bài kia, người dân căn bản Thúy Nga cộng sản, bà đã đảo ta nói hồi cancel. Cái tới chỗ nọ cái nhà hàng nọ cái hồi Thúy Nga cộng sản, thì nhiều cái như vậy mà làm cho Thúy Nga mất show. Thì hồi năm ngoái Thúy Nga làm được 200.000, năm nay tụt xuống, tự vì tôi bị vu khống là cộng sản cho nên tôi bị mất hết xô, cái còn có 15.000. Như vậy thì cái mà chênh lệch đó tôi bị mất mát tới 175.000, ví dụ vậy. Thừa, tại vì cái đấy rõ ràng đây cuộc gọi đây bỏ Thúy Nga tại vì cộng sản, đây thơ gửi tới đây tại vì em là cộng sản, đây tại vì biểu tình tôi không muốn rắc rối cho nên tôi cancel Thúy Nga là cộng sản, cái Thúy Nga phải chứng minh tôi không phải cộng sản. Thừa, giống y như là báo Sài Gòn với lại báo Người Việt với báo Sài Gòn nhỏ đó. Tự nhiên cái báo Sài Gòn nhỏ đó, báo Người Việt là cộng sản, báo Sài Gòn cái báo Người Việt thưa rồi đâu mà chứng minh báo Người Việt là cộng sản đâu, không chứng minh được. Còn này nó nói tôi cộng sản cho nên bao nhiêu người tôi bị mất, bao nhiêu quảng cáo, bao nhiêu thân chủ bỏ tôi. Thừa, cái báo Sài Gòn nhỏ thua. Đó, cho nên bây giờ đó mình nói hay là cộng sản này cộng sản nọ, mà lỡ khi người ta
tay nước đủ, tôi đâu phải cộng sản đâu, tôi không phải là đảng, thì anh Ngô Kiều phải chứng minh, à đây thẻ đảng viên của nó nè, ví dụ vậy, rồi chứng minh nó là cộng sản. Còn bên kia, ủa tôi đâu phải cộng sản, tôi là diễn viên mà, à mà tự nhiên nói tôi là cộng sản tôi mất xong thừa đó. Thì cho nên bây giờ đó, lời ăn tiếng nói vu cáo người ta tôi phải cẩn thận. Ở bên này, ở bên này luật Ngô có nói là không có đơn giản như Nam Quang nghĩ đâu. Thì thật sự ra Nam Quang không biết là bạn đang nói cái vấn đề gì là đơn giản hay là phức tạp, không biết cái bạn đang nghĩ cái gì. Nhưng mà bây giờ cho Nam Quang nói về cái vấn đề luật lệ nữa nè, thưa quý vị. Ở bên xứ Mỹ này á, nó không có cấm ai kiện ai nha, ok quý vị. Hiện giờ anh Kỷ có thể kiện phía bên Thúy Nga hay là kiện chị Hồng Trinh. Chị Hồng Trinh có thể kiện anh Ngô Kỷ, Thúy Nga có thể kiện anh Ngô Kỷ, nhà anh Gia, anh Gia có thể kiện Thúy Nga, hoặc là gia đình của Kim Ngân có thể kiện Thúy Nga. Không ai cấm hết, luật pháp không cấm kiện, nhưng mà kiện có kết quả hay không thôi, đúng không? Khi mà Nam Quang nói là về cái chuyện là có cái case hay không, là có nghĩa là mình có cái lý của mình để mà mình khởi kiện và tòa chấp nhận cái đơn kiện đó, rồi mình có cái cơ hội thắng hay không thôi. Tại vì mấy cái lý do mà hiện giờ Nam Quang phân tích ra cho quý vị nãy giờ đó, nó rất là vague, là nó mông lung lắm. Tòa nhìn vô cái này, họ thích cái case xong rồi cuối cùng là quý vị thua, quý vị trả tiền, hoặc là tòa nó nói ồ rồi cái này thôi hàng bay bắt tay hòa giải nhau đi, tao thấy cái này cũng tào lao quá đó, thí dụ là như vậy. Thành ra cuối cùng là quý vị sẽ bị mất tiền thôi, người nào mất tiền tòa hết á. Kiện nhau là kiện nhau trước tiên á là luật sư họ có tiền rồi, tòa án cũng có tiền, tòa án họ xử là họ lấy tiền mà, chứ họ đâu có xử free với quý vị đâu, đúng không? Thành ra đó là cái mà Nam Quang nói là có cái case hay không thôi, đúng không? Khi mà quý vị kiện thì quý vị nghĩ là quý vị phải thắng chứ, còn quý vị kiện cho vui thôi. Quý vị thấy ông Hoàng Kiều kiện ông Trần Nhật Phong không, đâu có thắng đâu, mà kiện vụ kiện kéo dài hơn 2 năm trời mà cuối cùng là mới có một cái phán quyết cuối cùng của tòa là ông tỷ phú Hoàng Kiều phải trả cho anh Trần Nhật Phong tổng cộng là 105.000 tiền bồi thường và 7.000 tiền án và tiền tòa phí, thì tổng cộng là khoảng chừng hơn 110.000. Thì quý vị phải biết được cái chuyện là ông Hoàng Kiều kiện anh Trần Nhật Phong về cái tội gì là bôi nhọ phỉ báng đó, defamatory đó. Nhưng mà cuối cùng á, ông có rất là nhiều tiền, ông trả tiền luật sư này lâm tà la hết, toàn là luật sư giỏi không, mà cuối cùng không có thắng được anh Phong trong cái vụ kiện này. Là quý vị phải biết là kiện về cái vấn đề mà defamatory đó, bôi nhọ và phỉ báng rất là khó ở một cái nước dân chủ có quyền tự do ngôn luận nha quý vị nha. Những cái người public figure, những cái người gọi là của quần chúng đó, những cái người của quần chúng đó, thường là họ sẽ bị những cái nhận xét này nọ, thí dụ nói ồ cái con ca sĩ đó hát như shit đó, thí dụ như vậy, hoặc là nó ca dở như hạch, trời ơi, nó mới sửa cái sống mũi nó bị dẹp một bên thì những cái đó người ca sĩ họ không có thể nào họ đem cái nói ồ cái thằng Nam Quang hay là cái ông Nguyễn Tiến Dũng nói tôi như vậy, bêu xấu tôi. Cái cô ca sĩ đó rất là khó thắng, có thể kiện được nhưng mà rất là khó thắng trong cái sự kiện đó, tại vì cổ là public figure, hoặc là một cái diễn viên nào đó rất là nổi tiếng, rồi hoặc là một cái ông chính trị gia. Đặc biệt nha quý vị nha, chính trị gia với lại diễn viên với lại ca sĩ là toàn là những người, cái những người đó không có thể nào họ chối cãi được, họ là public figure hết, và quần chúng gần như là tha hồ muốn chửi họ cái gì chửi, thật sự là như vậy. Chửi thì được nhưng mà xuyên tạc thì không, giống như xuyên tạc thì không, giống như view anh đó cũng là public figure, cũng là người của công chúng à, nhưng mà bà thưa bà hàng được, mày nói tao là đẻ thuê không, bây giờ ảnh hưởng tới con tao, bây giờ ảnh hưởng tinh thần của nó lớn lên, nó là một đứa con không DNA, cái đó là con đẻ thuê, tao phải trả tiền để đẻ nó, cái đó được, cái đó thừa được đó. Rồi ngay cả ông Yên cũng bôi nhọ phỉ báng, còn cái kia là xuyên tạc khác, cái làm cái sự thật không có mà cuối cùng đem dựng chuyện lên để mà bêu xấu người ta. Rồi ông Yên thưa nè, nó nói tôi giết 5 người, rõ ràng nó không có bằng chứng gì hết,
nó làm tôi bị suy sụp. Người ta nhìn tôi như một kẻ giết người. Hồi đó là tôi đi chữa bệnh, người ta xếp hàng rồng rắn. Bây giờ là tôi không có làm việc nữa, tôi không có tiền. Theo thu nhập của tôi bị vậy. Rồi nó nói tôi là lang băm. Bây giờ người bao nhiêu người, bao nhiêu cái video chửi tôi, chửi. Thì bây giờ Võ Nguyên có nổi tiếng cách mấy vẫn thưa được cái bà nội kia. Bây giờ rõ ràng ảnh hưởng quá trầm trọng. Vu cáo người ta tội giết người, tội đi chữa bệnh không bằng cấp, trong khi cái bằng cấp của tôi đây, tội lừa gạt, trong khi bây giờ tôi nhận được cái giấy của công an, của cơ quan điều tra của nhà nước là tôi không hề có lừa gạt gì hết, tôi không có bị gì hết. Trời ơi, cái bà nội Hằng đó xu bỏ một cái là bà té tua với luôn. Có điều cái ông này thì ông cứ giả biết là ông có thư thư không, chứ rõ ràng ông Yên hoàn toàn đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện để mà thưa luôn. Chắc chắn 100%, 1000% luôn. Với lại thêm một cái vấn đề này nữa cho quý vị biết thêm về cái chuyện kiện tụng của Mỹ nha. Chắc ở bên Việt Nam cũng như vậy thôi. Cái vấn đề mà anh Ngô Kỷ ảnh rất là thích kiện tụng á, thưa quý vị, là tại sao? Anh Ngô Kỷ ảnh không có tài sản gì nhiều hết á. Ảnh là một người gần như là vô sản chân chính. Thành ra khi mà ông Hoàng Kiều đi kiện anh Ngô Kỷ á, nếu mà ông Hoàng Kiều có thắng, anh Ngô Kỷ cũng không có cái gì để mà đền cho ông Hoàng Kiều hết. Mà không có gì đền thì thôi, hòa chớp à, ở đây họ không bắt đi tù trong cái những cái vụ án dân sự, đúng không? Thí dụ mà Nam Quang kiện anh Nguyễn Tiến Dũng vì bôi nhọ phỉ báng Nam Quang, tòa xử cho Nam Quang nói ông Nguyễn Tiến Dũng, ông phải đền cho ông Nam Quang $100,000 mà ông Nguyễn Tiến Dũng này trong băng không có đồng xu các bạc nào hết, cũng không có nhà cửa, không có gì hết. Nam Quang cũng hòa chớp rồi, không có làm gì được ổng hết á. Chỉ khi nào mình canh coi ổng có trúng số hay không, mà mình phải canh nha, ổng trúng số hay không, ổng bỏ tiền vô trong account sao, là lúc đó mình mới lại viết đơn xin tòa nói là ông này ổng có 3 triệu ở trong account rồi, tại vì ổng trúng số. Thì lúc đó là tòa mới ok, ai ông kia đem ông cho, trả cho ông này $100,000 liền, chứ không là bị lúc đó bị bỏ tù á. Lúc đó là làm ổng, nếu mà ổng cãi lên tòa cái đó thì ổng mới bị bỏ tù, thưa quý vị. Còn ông Ngô Kỷ bây giờ ổng không có tiền bạc gì hết, cũng giống như ông Khải Đào vừa rồi bị thua ông Mark Rosen $20,000 bị tòa xử là phải đền tiền tòa án phí $20,000, mà ông Khải Đào là trên răng dưới dế, đâu có cái gì đâu quý vị. Cho nên là cuối cùng cũng hòa chết, không có được cái gì hết. Bởi vậy khi mà một cái người giàu mà họ kiện một cái người nghèo không có một đồng xu các bạc nào hết á, họ cũng phải suy đi nghĩ là, tại vì sao? Cuối cùng họ thắng họ cũng không có được cái gì hết, mất thời gian. Và cái tiền tòa mà từ bữa giờ họ kiện á là họ phải trả đó, thưa quý vị. Tại vì cái ông nghèo xác nghèo sơ này, ông đâu có tiền để ông trả tiền án phí đâu. Thì cái người kiện mà người có tiền, người giàu đó phải trả cái tiền nữa. Rồi, mình kết thúc được chưa? Chưa, bổ sung cái này rồi kết thúc. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình không có tiền, cái mình cứ đi ghẹo với chúng chửi, như là mình đi vu khống, đi chửi bới người ta, đi mạ lị người ta, thì cái mình nói ồ tôi không có tiền, khỏi sợ thưa. Không có đâu nghe quý vị. Nó nằm ở cái chỗ này nè, mà Nam Quang chưa có đề cập tới, nhưng mà Dũng nghĩ Nam Quang biết đó, mà tại quên, cho nên tôi biết không biết, mà trong quên cho nên tôi bổ sung. Có nghĩa là gì nè thưa quý vị? Ví dụ như anh Ngô Kỷ 70+ tuổi rồi, anh chẳng làm ăn gì thôi, chẳng ai thưa kiện anh chỉ cho mệt. Mà những người trẻ trẻ mà 20+, 30 người gì ta vẫn phải đi làm chứ. Đi làm hàng tháng tiền với già cao nhiêu trích ra, tiền già cao nhiêu, ví dụ làm được 10,000 trích ra 2,000, nó chừa 3,000 vậy đó, nó chừa cho đủ sống để nuôi con gì đó, nó trích ra. Coi như là cái người mà bị thua kiện không có mở công ty, không có làm ăn, coi như là nếu mà không muốn trả 50,000, 70,000 thì bồi thường kia, đúng không? Không mở công ty, không đứng tên nhà, không đứng tên cửa, không đứng tên xe, không đi làm bằng tiền mặt, nó mệt rồi, thậm chí còn không được ra khỏi nước Mỹ nữa, thưa quý vị. Nếu mà nợ nần rồi đó kia tùm lum tà la như vậy thì nó bị những cái biện pháp chế tài. Nếu mà mình còn trẻ thì ráng cố gắng, đừng có chọc chúng, chửi chúng. Đúng rồi, đúng. Tại vì mình còn đường tương lai mình còn dài, mình còn mở công ty, mở doanh nghiệp, mình đúng rồi. Không lẽ mình không đi làm? Không lẽ mình làm cash không? Rồi không lẽ mình cứ nhờ người này đứng tên nhà, người kia nhờ đứng tên công ty, ai mà đỡ nó mà đứng cho mình? Đúng rồi. Đúng không? Không, thì cái chuyện đó là đúng. Không có tiền nhưng mà đừng có chọc cho chúng, hay là đừng có
phỉ báng thì mình đều nghĩ mình không có tiền, chứ mình cứ chửi người ta là không có. Nha, làm bao nhiêu nha, làm được 10.000 trích ra, nó ngắt miếng nó trả cho cái người thắng kiện. Còn mà mở công ty có lời có lãi, bán nhà bán cửa, có mua xì tóc, mua chứng khoán, mua stock, mua này mua nọ mua kia đó, những cái khoản tiền đó coi như cả đời mình, coi như là nếu mà mình muốn trốn tránh cái vụ bồi thường là coi như là đừng làm ăn đừng gì trơn, được sống lay lắt vậy đó, mệt lắm quý vị. Rồi thôi, xin chào cả nhà nha, chắc chắn anh phải về rồi, sorry anh nói quá trời. Rồi xin chào cả nhà nha, chúc mọi người có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đây là cà phê 102. Ông chủ rất là dễ thương, hai ông chủ thì quý vị cứ việc tới đây, nếu muốn gặp Đăng Quang với Dũng thì chiều thứ ba, chiều thứ năm. Còn nếu mà muốn enjoy phong cảnh uống cà phê ngon thì cứ việc đây anytime, từ sáng tới chiều tới tối. Buổi tối còn có quán nướng nướng zone ở đằng sau, tha hồ tổ chức sinh nhật tiệc tùng nha quý vị. Ok dạ. Ok, cho tôi nói thêm một chút xíu cái này à, tại vì cái này cũng trả lời bạn Luật Ngô luôn nè. Bạn Luật Ngô nói là cái luật sư Thúy Nga đã review all the documents, họ accepted the case là hiểu gì rồi. Ok, cái vấn đề chỗ này, luật sư họ luôn luôn họ không có bị mất cái tiền gì hết. Ok, nếu như mà có người nào kiện tụng, tòa án cũng vậy thôi, có kiện tụng là có tiền, họ nhận cái case thì Thúy Nga trước tiên là phải trả tiền cho họ cái đã rồi, đúng không? Tại sao họ không nhận cái case? Thúy Nga có thua hay Thúy Nga có thắng gì đó nó cũng không ảnh hưởng gì tới họ hết, đúng không? Cho nên là luật sư là như vậy, chứ không phải luật sư nhận cái case là hiểu ý là thắng rồi hoặc là có cái case không. Luật sư họ thấy có một cái case là có việc làm rồi là họ sẽ nhận thôi. Đó là cái mà ý là Nam Quang muốn nói như vậy. Ok, bây giờ có bao nhiêu luật sư bên kia ở ngoài đâu có case gì đâu, chết đói thế mồ đi, giờ đem cái case tới cho họ thì họ nhận thôi. Rồi xong rồi họ viết nội cái chuyện mà họ viết đơn, họ gửi vô trong tòa cái là họ đã chặt khoảng chừng từ 600 tới 1.000 đô rồi. Nam Quang nói đúng hay không? Tại vì Nam Quang involve với trong luật là rất là nhiều, thành ra bởi vậy đừng có nghĩ là khi mà luật sư họ nhận cái case là có nghĩa là mình có cái case, không có phải là như vậy. Ok, thành ra trong cái chuyện này thì nếu như mà Thúy Nga hay chị Hồng Trinh kiện anh Ngô Kỷ về chuyện là anh chỉ dùng cái hình của bé Cát Tường phải không? Nguyệt Cát anh chỉ đưa lên như vậy thôi, thì Nam Quang nói với thiệt với quý vị không có một cái vấn đề gì trong cái chuyện này hết. Có đi ra tòa có thắng thì cũng họ chuyện cũng nói là ok anh Ngô Kỷ xin lỗi vậy thôi, thì Ngô Kỷ anh xin lỗi cái hòa chết rồi đâu còn cái gì nữa đâu phải không. Nó cũng không có bên anh Ngô Kỷ, cũng không bên Thúy Nga, cũng không có gì hết, nhưng mà đó cái luật là nói như vậy. Nam Quang nghĩ cái case nó chỉ tới đó thôi. Anh Ngô Kỷ anh đâu có đe dọa gì đâu, nó không có vấn đề gì là nghiêm trọng tới bé Nguyệt Cát Tường, Nguyệt Cát gì đó, đúng không? Không có vấn đề gì hết. Anh đâu có cái giống như là cố ý là đưa ra như vậy để cho người ta tấn công bé Nguyệt Cát đâu, không có. Cho nên là thôi thì mình dừng lại chỗ đó, nhưng mà đó là cái ý kiến rất là chủ quan của Nam Quang về vấn đề luật thôi. Còn bây giờ muốn kiện tụng với nhau thì Nam Quang nói rồi là luật sư và tòa án họ rất là thích khi mà người dân kiện tụng nhau, tại vì họ có job và có tiền. Tôi thêm mấy chưa vậy thôi, ông ở đó mấy ông chứ mẹ chưa hết chào được chứ. Ok, nhưng mà những người luật sư nghe thưa quý vị, tại vì Dũng đã trải qua Dũng biết, nếu nhưng mà Thúy Nga hay là Ngô Kỷ là nobody, không có lạ gì hết trơn á, thì thôi ta thấy này chợ nhỏ này cũng không có tiền, kia cũng không có tiền, thôi mệt nó là dẹp. Nhưng mà đã là người nổi tiếng trong cộng đồng mà nó thấy có phần trăm thắng thì nó sẽ nhận, người ta sẽ nhận. Và tại sao? Tôi đã từng trải qua, tôi biết cái người mà luật sư đó mà trong cái vụ kiện hồi Lệ Thu đó mà cãi mà cho phía bên tôi thắng á. Thứ nhất là bên này thắng, thứ hai là người ta ngay từ đầu những người trong những người tư vấn cho luật sư nói là đây là một cái nhóm nghệ sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam, Giáng Ngọc, Hồ Lệ Thu, dì Mỹ Lan,
Dũng rồi Tu Hương Vũ Hoàng Thanh rồi đó kia. Nếu như mà cái tổ hợp luật sư của ông mà cải thắng cái vụ này là ông sẽ có tiếng ở trong cộng đồng Việt Nam. Đúng. Rõ ràng bây giờ ai cũng nghĩ như vậy. Ông đã ông thấy được rồi là ông ok cải. Thậm chí cái chi phí của ông bỏ ra cũng rất là nhiều. Công sức bỏ ra rất là nhiều mà để cho cái case nó thắng. Thì thắng rồi thì bây giờ rõ ràng ông ai lên hay là gì cái ông nổi tiếng là ông đã từng cãi cho cái nhóm của Giáng Ngọc, người Mỹ Lan, cha chồng của Mỹ Lan, Nguyễn Tiến Dũng, cái gì nguyên group nghệ sĩ của Việt Nam này đã thắng cái cô nổi tiếng kia là cũng hồi Lệ Thu, cho nên người ta cứ tin tưởng ông có nhiều khách hàng giới thiệu đúng. Cho nên tùy theo khách hàng là ai. Và ông còn nói rõ luôn mày là nghệ sĩ, mày cứ việc dùng cái dê tên nghệ sĩ gì đó để làm những cái show mà gây quỹ để mà trả tiền pháp lý hoàn toàn hợp pháp luôn. Mỹ này cái gì cũng gây quỹ kiếm tiền để trả án phí tòa phí luật sư phí gì hoàn toàn hợp pháp. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là cái này không kiện nha, biết đâu thôi nha. Vì cái này mà các cái YouTuber khác kể cả ở bên Mỹ, bên Việt Nam, bên phía Nga luôn cũng make money từ cái sự kiện này, kiện tụng mà nó cứ kéo dài ra mà 60 mấy, 80 mấy, 100 tập nữa đấy nha. Là tiền nó nói còn chi ra mà nhắc ra trả cho luật sư không đáng, nhưng nhắc một chút thôi. Còn bao nhiêu mà thu nhập cho các YouTube này rồi cái gì mà khai thác cái sự kiện này cứ bao la luôn quý vị nha. Cho nên cái Nga hay là Ngô Kỷ không ai thắng ai hết, nhưng mà sự kiện nó cứ kéo dài cái là cứ tập 1, tập 2, tập 3 gặp luật sư ngày 1, luật sư ngày 2 rồi gặp nhân chứng ngày 1, ngày 2, ngày 3 ra tòa nó kéo dài cái trời đó, cơ người ta theo dõi đi view mà nó tăng lên lu mờ luôn chị Nguyễn Phương Hằng. Thì đó thì chỉ nói như vậy thôi, tại vì quý vị thấy không, ông khi mà luật sư họ thấy cái case của ông Hoàng Kiều thì họ cũng nghĩ chắc họ cũng thắng đúng không quý vị, nhưng mà họ đâu có thắng đâu. Mà ông Hoàng Kiều là một cái người rất là nhiều tiền, ông có thể ông trả tiền cho luật sư, những luật sư giỏi mà không có thắng. Thì người ta bởi vậy Nam Quang mới nói là cái vấn đề là không có guarantee, tại vì luật sư bên này thì cũng có luật sư bên kia, không có guarantee là họ take cái case là có nghĩa là thắng, chỉ vậy thôi. Ok, tại vì khi mà họ bảo đảm họ thắng có nghĩa là họ làm luôn cái công việc của tòa. Đúng rồi. Ê, mày mua tòa hả, mày mua ông thẩm phán, ông chánh án hay sao mà biết thắng vậy? Ủa, chưa ra tòa xử mà biết thắng, mà dám bảo đảm thắng hả? Mày làm luôn việc của tòa hả? Vô tù nha cưng. Không bao giờ luật sư nào mà được quyền bảo đảm là cải thắng hết thưa quý vị. Rồi, bye bye nha. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bye bye.